có ăn đồ Philippines. Hello chào cả nhà, Lan với anh Liêm đang ở Phú Trai Market nha. Nhà hàng Thái, nhà hàng Philippines. Shop này mới khai trương sắp tạo. Bữa nay anh Liêm đòi ăn hủ tiếu mì Phú Vinh nha. Đã khỏe nha. Đi vô. Ở đâu? Ê, đổi chỗ đi anh. Ngồi đây bạn à. Ngồi đó ha. Ngồi đây. Đây, anh Liêm bữa nay ăn mì nước nha chị em. Nhìn hấp dẫn chưa? Ôi, ngon quá đi. Còn của Lan là đặc biệt hủ tiếu mì khô nha. Lần đầu mới ăn hủ tiếu mì khô nè. Nào bây giờ không ăn. Ăn mì không à. Ăn lại cái này á. Ăn lại cái này đi. Này, bữa nay chịu ăn chanh nè. Chút chót, chút chót. Wow, bữa nay anh Liêm chịu ăn chanh nha bà con. Này nó ăn giữa chanh. Giữa đi. Rồi, chanh rồi đây. Rồi, cái này á. Mì nhẹ cộng mì thấy cái này cộng dòm cộng mì mức rửa khá ra đây. Rồi bây giờ tới Lan ăn được không anh? Ngon. Ngon phải không? Nào giờ chứ. Đây là một ly sinh tố bơ của anh Liêm nữa đây. Để không đi ăn gì nữa. Lần đầu Lan ăn thử hủ tiếu mì khô nha. Hồi nãy giờ ăn mì khô, bây giờ nặng vô miếng chanh nha. Chứ không có ăn hủ tiếu mì. Bữa nay ăn thử hủ tiếu mì coi. Tại hủ tiếu nó ăn nhiều khi nó ngán hơn là ăn mì nha chị em. Nên 9 người 10 ý nha. Rồi trộn đều lên mời cả nhà nha. Hủ tiếu mì khô Phú Vinh. Ngon phải không? Ủa muỗng nó bằng cây bằng giấy à? Bằng giấy à? Giấy cây cây cứng. Mời cả nhà uống trà. Ăn no bụng ở Phú Vinh bây giờ lội bộ đi qua chợ Phú Trại Mắc Thịt nha. Cá muối của Tây nha, không có xương. À. Thường thường mấy cái này Lan thấy về người ta rửa sạch rồi người ta nấu chung với sữa bà con. Người ta nấu với sữa nha. Bầu bí mốt. Cay bự dễ sợ. Cá chai. Cá chai lớn dễ sợ. Tôm hùm đông bé. Ông này mắc hơn 20 đồng này. Ông màu này vậy? Ủa cái lò màu màu vàng như một chục ha. Dạ, cũng 20 đó. Không phải khác à. Khác giá anh. Khác giá, khác giá. Cái màu ta phân biệt cái dĩ nè. Đi chợ hoài em biết. Tờ màu vàng 25 đồng. Ờ cái màu xanh này nó khác nè. Nó mở cái bánh nghĩa nó khác anh. Mỗi dùng nó khác. Đi ra kia ăn sướng không không? Ủa tôm nhảy. Tôm này chết rồi. Tôm đá không á.
ốc giác siêu to. Đúng rồi, cái này nè, ốc to nữa nè. Này ba nè, cái loại này khác nữa nè, 32 đồng nè. Ừ. Đó, cái này là 28 đồng nè. Giờ ăn nó xong rồi hai chồng đi về. Đồ ăn Thái cũng ngon nè. Có cá chê kho à. Hình như cái món cá chê kho không ơi. Cá chê kho à, canh hủ hoa nữa. Cổng xe lửa Food Ray. Food Ray Station. Trạm xe lửa này cũng lớn lắm nha chị. Trạm xe lửa, trạm xe bát nha đây. Bà này mới đi đâu có mang giống như là lan và điệp gì trời. Ngon biết đâu. Giống như điệu muốn cá xứ em vậy đó, anh đâu thích đâu. Tự nhiên cá rỉa rỉa ra. Anh liền mong nó gì kỳ quá. Bún bún nước cá cho đốc đó bà con. Mỗi mỗi dùng mỗi khác nấu. Còn mà bún cá dùng ngoài á thì người ta để nguyên miếng vậy đó, người ta chiên dọn lên ta ăn. Anh đi muốn ngồi nè. Nói chung mỗi dùng đồ ăn nó khác hết chị, mà khẩu vị người ta cũng khác nữa. Nhiều khi ta mở nhà hàng ra thì nhầm người thích, nhầm người không thích, mình cũng khó nói lắm. Cái gì à, đừng nói order gì, em nấu em nấu bún bò Huế chay nè, mà bún bò Huế mà nó không có cay á, thì ăn nó không ngon. Mà nhầm người thì nói cay quá, mà trong khi tới 300 mấy chục tô chỉ có chừng 5-6 người nói cay thôi, mình đâu có đổi được. Nếu ai muốn ăn thì phải chịu cay thôi, chứ bún bò Huế mà không có cay thì đâu có ngon đâu. Ngon nha, niêm mọc có cay cũng không có ngon làm sao đâu, không muốn Huế à. Giờ đi kiếm đường tẻ nha, không có chạy ngang trường đua nghe mà còn, tại trên đường nhà Lan đi về á là phải chạy ngang trường đua ngựa. Kẹt cái chỗ nó đó, đó bữa nay là thứ năm đợt ngày. Đấy, đúng rồi, từ ngày lai 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 đời đây hay gì đây nè, thì bây giờ là không ở Đài Lỡ rồi, xuống tới đây đi, em quẹo trái lên em đi phi quay về, đi chạy bọc qua hai phôi về. Chứ giờ này đi ngang chỗ trường đua là nó nằm rất ngắt luôn á. Quá trời bệnh viện, quay cao lên chút nữa. Quay được nhiều quá đã hết luôn. Quá trời chưa gọi anh ơi, còn nữa. Bị dưới này đó. Bị dưới này luôn. Tụi Lan phải lấy xe tắt qua hai phôi rồi mới chạy lên freeway mới về nhà tụi Lan nha. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim. Lan cảm ơn bà con, cô bác, anh chị em và các cháu bỏ thì giờ coi phim của gia đình Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ dùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Bye bye.